5 cầu thủ tiền đạo số 1 của Việt Nam sẽ giúp huấn luyện viên Jose yên tâm đấu Serie A Hồng Kông Trung Quốc để đá trận với Serie A và Hồng Kông Trung Quốc cũng như đáp ứng mục tiêu quan trọng hơn cả là hình thành bộ khung nhân sự đội tuyển quốc gia Việt Nam. Danh sách các cầu thủ được thầy Jose quan tâm đã sẵn sàng gọi tên những cầu thủ từ câu lạc bộ lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì thầy người Pháp cho biết gần nửa danh sách dưới thời ông Pang So sẽ được thanh lọc thay vào đó là những nhân sự cầu thủ mới lấy từ lứa tuổi trẻ hơn ở hàng tiền đạo nơi mà những cầu thủ là trọng tâm then chốt trong chiến lược chơi bóng tấn công của ông Jose, thì năm cầu thủ tiền đạo số 1 của Việt Nam đã được huấn luyện Jose hài lòng và tin tưởng bao gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nổi bật ở thời ông Bang So cũng đã thể hiện được khả năng ghi bàn tại V-League đang diễn ra. Thứ hai là tiền đạo Cắm Văn Tùng đã chơi hai tại SEA Games 32 và sau đó về V-League cũng có được dấu ấn bàn thắng để chứng tỏ năng lực. Thứ ba là tiền đạo Văn Toàn đang chơi bóng tại câu lạc bộ Seoul Eland. Văn Toàn có phong độ tốt khi chơi bóng tại Hàn Quốc. Cầu thủ tiền đạo quan trọng thứ tư mà thầy Chu quan tâm là Văn Quyết đang chơi tại câu lạc bộ Hà Nội FC. Mặc dù bị cho dò 8 trận vì những sự cố liên quan với trọng tài ở V-League, khiến Văn Quyết không được ra sân kể từ khi SEA Games kết thúc và V-League khởi tranh trở lại. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của Văn Quyết trước đó cũng như ý nghĩa của Văn Quyết trong thế trận chơi tấn công khiến ông Chu không thể bỏ qua tiền đạo này. Người thứ năm phải bàn đến là Công Phượng hoặc Quang Hải. Mặc dù không ra sân chơi bóng tại các câu lạc bộ ở Nhật Bản và Pháp, Thế nhưng đây lại chính là áp lực, sức bật khiến cho hai cầu thủ này có thể sẽ nỗ lực hết mình để chứng tỏ năng lực với người thầy phù thủy trắng, qua đó cùng lấy lại danh tiếng trong mắt các câu lạc bộ mới trước khi có những ý định chuyển đổi nơi làm việc.